Hết bán xe nhà, giờ bán xe ở khách sạn luôn anh chị. Khách hiệu. Ủa đâu rồi ta? Có người mẫu à. Người mẫu chụp hình. Khách sạn em xem nó đẹp hay sao, nhiều người. Em đâu rồi? Em đâu có thấy đâu. À đây đây đây. Đi vô vô đây. Đây đây đầu đây. Qua giờ nhiều người hỏi lắm mà anh là hứa đâu dám. Đâu dám đâu. Ví dụ mưa mưa. Chị khó nè, khó nè. Rồi. Ồ sao mưa bất chợt vậy? Đây đây vô vô đi em vô. Vô coi sơ. Tài xế phê của tài xế nổ máy đi xe thì anh bảo đảm cho bao tiếp nha. Nói chung là em cũng dậm thắng để cho nó khỏi căng nổ xíu cho nó hơn mát. Dậm thắng tại vì số tự động đây em phải dậm thắng. Ủa em có bằng rồi chứ? Em có bằng rồi. Mua là chạy quanh quanh đây hay sao? Em mua chạy ráp kết hợp chạy nói chung là chạy ráp để nuôi xe. Khả thi không? Nếu mà mình nuôi không thì khả thi. Chạy tháng kiếm 5-6 triệu thôi. Đủ trả tiền cái xe này hả? Đủ trả tiền xong. Không, cái dòng đây nha. Cái dòng đây thì nó lợi. Dạ. Nó rất là lợi xăng. Nó đẹp. Nó lợi xăng. Nhưng mà nếu mà anh thấy Grab sao mình không mua Vios ta? Anh thấy Vios nó hay chạy Grab nhiều. Xấu quá. Xấu quá hả? Mình mua, nói chung là mình mua mục đích chính của mình không phải để chạy Grab mà mình giống như thích là cho vui vậy. Nói chung chạy để có tiền mà nuôi chính bản thân để thực hiện cái đam mê của mình. Anh ngày xưa vậy, anh cũng thích đàn ông mình á, cái gì mình cũng phải có cái mục tiêu để mình phấn đấu. Thì ngày xưa anh cũng lúc mà anh không có cái xe ô tô anh cũng phấn đấu, chứ còn không có anh có... ở Gia Lai tầm trung ai không biết anh phấn đấu thì em cũng anh không mà. Em ăn khê thiệt đó chứ. Anh đậu chiều hôm qua tới cái xe này mình mà nó có bảo hiểm thân vỏ không anh Toàn? Cái bảo hiểm hả? Để anh coi thử. Cái ông chủ xe này cũng tội lắm, ông cũng không vay ngân hàng nhưng mà dạ. Đây cả việc đây dạ. Ông đăng ký tháng 7 em là em tính mua xe này. Ngày xưa em tính là giữa tháng này em cũng tính đi mua mà gặp anh bán nè. Nên cái xe cũ ở Sài Gòn này thì nhiều. Nhưng mà anh cũng nói cũng... chung là anh là thấy là yên tâm. Em cũng không biết nhiều, còn không biết coi xe đó. Thì em cứ trải nghiệm rồi em sẽ biết. Anh thì cũng sẽ không làm mất lòng khách hàng đâu và cũng không phụ lòng khách hàng mà ủng hộ tin yêu của anh đâu. Nhưng mà cái xe này á, anh cũng chia sẻ luôn á là anh mua của khách á là cũng trong cái điều kiện khách cũng khó khăn nên anh cũng thêm giá nên mua, nên anh cũng không có lời bao nhiêu. Chứ còn mà nếu lời nhiều thì như qua anh nói anh có thể bớt được cho em, tại vì em còn xa xôi từ Gia Lai vào đây làm việc rồi cũng quê hương Gia Lai thì anh cũng rất là đồng cảm và chia sẻ. Nhưng mà nhiều lúc nó sát quá rồi, sát với thực tế thì anh cũng chia sẻ để em cân đối. Nếu mà cảm thấy hợp lý thì ủng hộ anh. Còn mấy cái xe đây thì nói về chất lượng nha, anh nói luôn có trong video, nói luôn là nói về chất lượng thì anh bao không đâm đụng không gì hết, không gần như là không sơn tút luôn. Nếu mà có sơ sót mà sơn tút một xíu thì em cũng cũng thông cảm. Em cũng thông cảm. Gần như anh theo anh đánh giá là chưa sơn tút chỗ nào hết. Nhưng mà anh có thể anh coi không cực kỹ hay là gì đó. Nhưng mà nói về vấn đề đâm đụng á, nếu mà ai mà nói đâm đụng ngập nước thì bây giờ hoặc là sau này đến lúc mà em có nhu cầu lên đời mà thí dụ ai nói xe này tôi đi bán chỗ khác xe này bị đây tới trả lại anh đền đúng cái số tiền mà em bỏ ra, hoặc là em có thể đi chép này nọ hết, anh có vô tư cho em chép cái điều đó. Còn xe thì nó 2.400 em. Nó lên được anh cũng chia sẻ luôn là ngày qua anh nhầm lẫn là cái xe cái bản RS là nó có cái đuôi gió đằng sau chứ không phải option. Option nhiều lúc anh này là nó cũng đen tại vì anh bán sao anh coi hết được. Anh nhiều hãng quá. Anh thí dụ là anh làm xe Honda, anh làm đại diện cho Honda nhưng mà anh không có phụ trách cái vấn đề bán cái xe Honda này. Nhiều lúc anh hàng ngày anh không va chạm với nó, anh không nhớ được. Chứ còn xe này anh có bán nhiều. Còn này thì không xe đây.
nó có cái Cam 360 với cái màn hình jet tech, màn hình đây là xịn đó, chủ xe vô anh thấy là đã đúng đồ á. Đây Cam 360 nó cũng gần như là nó đầy đủ cho em để em về em sử dụng, em không lên gì. Nhưng mà em đi nhiều quá thì theo anh nghĩ là cái anh em đừng có thay ghế, cái ghế ghế riêng này rất là đẹp, em mua cái bọc á, bọc xịn, em bọc vô bọc xịn nè, nó rất là đẹp nè. Nếu mà em mà không chạy xe, không chạy ráp thì em để luôn. Không, nhưng mà em phải dán lại hết nè, mấy cái này là em phải mua mua cái giả da không phải, đừng giả da vô là nó không. BVF thì dán ngoài thôi, mà VF thì nó vẫn phí thì em có thể dán keo trong mà loại mờ á. Dán carbon cũng được, anh nói dán carbon cũng sạch, nhưng mà dán hết lại, dán hết lại để nó đỡ chảy xước. Mấy này em bọc lại một xíu cho nó kia, tại vì em đi mà quãng đường mà trong thành phố mà sử dụng nhiều quá thì cứ cầm đây nhiều thì nó cũng mòn, nó cũng uổng. Còn dòng đây thì anh nói rồi, nó lạnh vô. Cái xe này nó không có bảo hiểm nhân vỏ anh Toàn. Chắc nó lại không có bảo hiểm. Đây cái bảo hiểm đây, tại vì họ không vay ngân hàng, thường vay ngân hàng là có bảo hiểm thân vỏ. Ủa nhưng mà em mà mua là nó đổi biển số là em vẫn tiếp tục sử dụng này được phải không ta? Bảo hiểm thì nó tính theo số khung số máy em, hoặc là em có thể liên hệ cái đơn vị bảo hiểm em đổi lại. Em đổi lại cái đó. Thì cái xe này thì em có nhu cầu sang tên hay là như thế nào? Em sang tên anh. Em về biển số già, biển số kinh doanh á. Dạ, nên là em phải bắt buộc phải sang tên. Sang tên về Gia Lai hả? Không, sang tên gì Long An anh, sang tên vợ đứng, tại vì mình chạy ở thành phố mình lấy biển gần đây cho nó Long An nó đỡ bị ép. Long An thì thuế phí nó có 2%, 200 xe đây thì dù tính 500 đi là 10 triệu. Tại vì nó 2021 thì chưa đủ 3 năm đâu được giảm nữa đâu. Nó trừ như nó tính là 90%. 10 triệu với thuế máy anh nghĩ phải tầm 15 triệu nữa. Em phải chuẩn bị tài chính với suy tư cho nó kỹ. Quyết định có thể thay đổi được nha. Nó không có ép mua đâu nha. Chứ chốt là ép mua. Cái này anh chốt bao nhiêu anh Toàn? Trên cho em mua bảo hiểm được không? Anh nói thật với em á là anh bán 590 anh vẫn bán được ngay ngày hôm qua. Nhưng mà không phải vì lý do đó mà anh không bớt cho em. Thì anh tính cho em là 588 triệu. 588 không triệu thêm anh. Anh bớt thêm rồi cho em rồi chứ thực tế là cái xe này 85 đi. 85 anh bán không nổi đâu. Nó thật sự còn nhiều chi phí này nọ, rút hồ sơ cho em nữa. Tại vì em chuyển vùng á thì anh phải bao rút cho em chứ còn bình thường là em đâu đi rút. Ở Sài Gòn đa phần là anh bán là ủy quyền nhưng mà anh không khuyến cáo khách hàng ủy quyền. Em mà về sang tên tại em còn đổi biển số vàng lấy. Ủa mà mình đi sang tên khi mà anh đưa hồ sơ cho em thì em gì em làm gì để sang tên được, tại em cũng cái đó em ở Long An đúng không? Một á là nhân viên anh sẽ hướng dẫn em cầm hồ sơ đó đi lên thuế đóng ra công an bấm biển. Nó rất là đơn giản, còn em không làm được thì có thể nhờ dịch vụ, nhưng mà anh nghĩ không có đáng để nhờ dịch vụ. Thời gian nếu mà mình sắp xếp được thì mình nên đi cho nó biết. Chứ còn thủ tục bây giờ nó cực kỳ đơn giản. Đối với người dân đi làm đơn giản cứ khi còn hơn cò lái. Tại vì cái văn hóa tiếp dân mọi thứ là cầm lên mờ lắm, bữa nay cái gì nữa nó cũng công nghệ thông tin đại chúng hết rồi. Vô cà phê đi, vô uống nước là anh em mình trao đổi. Mưa quá hết, tạnh mưa là coi sơ xe đi chứ, tự nhiên mua không coi kỳ quá, không rành đâu anh. Nói chung là em tin tưởng anh. Ok được cho anh 2 ly nước này. Chưa anh chưa trẻ phong, không phải anh 17-14. Ok hơi trục chặt xíu á, đang giao dịch mà cứ ông nội bà về tiền ông tới ông thu tiền. Ok như ngày hôm qua em nói là em muốn đặt cọc rồi 10 ngày sau hả? 5 ngày. Ok thì anh tạo điều kiện thôi chứ còn không có gì. Anh để xe ở Sài Gòn, anh để
bên bảo em qua có thể em khóa lại niêm phong hay cái gì cũng tùy em. Bãi anh tin tưởng. Cái xe đây người ta nhắc bảo dưỡng là 5.000 cây á, thì em đi khoảng 2.500 nữa là em phải bảo dưỡng. Anh cũng chuẩn bị mua được một cái Vios biển Sài Gòn á, 221 á, không biết em thích không? Em thích xe đây không? Chứ tưởng em thích kia thì nhường cơ hội này cho cái anh khách hàng ruột của anh á, anh khách hàng ruột của Phú Yên mua anh là 3 chiếc rồi chứ, anh mua 1 chiếc. Xong bạn bè ảnh rồi hôm qua ảnh thấy có cái city đẹp quá, xong rồi ảnh kêu thôi toàn mang về Phú Yên cho anh. Anh kêu ok để em sắp xếp mà em lại điện cho anh em nhân viên, xong rồi điện cho anh nữa thì cho em điện cho nhân viên là nói xe đó chưa về nên là không biết gì hết. Nên là em mới đi lục số của anh, em điện cho anh. Anh không ngờ cái city nó hot vậy nha. Anh đăng mấy xe kia không ai điện mà city rất là nhiều người điện. Mấy xe kia anh thấy cũng bình thường, họ cũng chờ được. Riêng city tại vì thật ra city người ta mua xe cũng hiếm hơn anh, tại vì anh cái Vios mà có 221 bán gì đây. Đúng rồi. Dạ. Cái city đi nó đẹp, nó công nghệ chức năng nó đầy đủ, với lại tôn trọng khách hàng hơn. Thì anh thấy thiết kế là mọi thứ led liếc nó có đầy đủ hết. Rồi vô cái xe nó. Nhưng mà thật ra nếu mà thằng Vios là do nó xấu quá thì chứ còn thực ra nó thực dụng hơn city. Option nó xíu là nó đầy đủ hơn. Nó xấu. Anh nhìn nó bên ngoài. Nó mấy người là mấy người lớn thì họ thích đó. Sau này nó thay đổi anh thấy cũng đỡ một xíu nhưng mà nó bị ốm quá. Mà nó chuyển gì cho Daihatsu su làm. Cứ cho nước ở đây. Em ở gần đây không? Em ở tút trên Bình Tân, cầm xe Bình Tây á. Anh bỏ cái bãi cũng trên đó đó. Dạ. Em cứ về cái tính phương án thí dụ là đứng tên vợ hay đứng tên em, anh có thể đều hỗ trợ cho em được hết. Em cọc 5 cho đến 50 thì anh rút hồ sơ luôn cho em. Tới thời điểm đó em cầm bộ hồ sơ anh hướng dẫn em đi nộp luôn. Còn mà đặt cọc ít quá thì anh không dám. Anh sẽ 50 là anh rút đúng không? Đúng rồi. Thì anh em mình cứ như thỏa thuận đó, em chuyển vô tài khoản công ty anh tên Trần Đức Toàn. Đó, ghi đó nội dung là tôi mua xe City đó rồi này nọ. Không? Công ty trên Trần Đức Toàn luôn anh? Không, công ty trách nhiệm hữu hạn Toàn Trung nhưng mà tài khoản của anh là Trần Đức Toàn. Em chuyển tài khoản công ty thì em phải là xuất hóa đơn công ty. Có nghĩa là em tuyển vô tài khoản của anh? Đúng rồi. Anh là phó giám đốc công ty. Ba anh là giám đốc. Hai công ty có hai cha con, công ty có hai thành viên nên là dễ quyết lắm. Mà ô tô là có mình anh đích bán xe anh bán. Ba anh thì điều hành bên Honda. Nó là vậy. Còn cái xe thì đó. Ủa sao anh không làm đại lý ô tô Honda ở Gia Lai luôn? Ngày xưa là mời anh làm luôn. Nhưng mà cái thời điểm đó là anh đang tập trung anh làm Honda. Anh cũng không có muốn, giống như là anh cũng không có nhu cầu gì mở nhiều rồi thêm mệt nhiều thôi. Nói em thì nó nhiều thì nó mệt nhiều. Cái ô tô đây là cái tiện mình làm Honda xong cái mình cảm thấy mình phát triển Honda tới mức đó là ok rồi. Là mình nhàn rồi, điều hành mọi thứ là nó anh em nó có rồi thì anh chuyển qua ô tô anh làm theo phương án mà anh làm giống như làm chơi á, làm theo cái đam mê của mình. Anh đam mê ô tô hồi xưa anh làm ô tô. Xong cái là anh mở hết Honda á, xong tập trung anh làm Honda thì anh phải bỏ ô tô, tại vì không có thể làm hai mảng được. Với lại ngày xưa ô tô nó phức tạp quá, toàn là mấy xe cũ kiết rồi đi rồi hư hỏng rồi người ta họ cầm len cầm đồ là mình không thích, mà mình mua xe lướt quá thì thị trường Gia Lai hả? Không ai mua hết, em biết rồi. Gia Lai thì cứ thời điểm ngày xưa ở Gia Lai thời điểm mà cách đây khoảng 10 năm về trước xe nó mới ví dụ ông này đi hư chán chê còn đời chín mấy đúng rồi vậy? Giống mua cái xe cái là có một số tiền mua chạy tập lá xong cái là bán mua xe mới rồi bán lại mấy cái xe cũ đó cho mấy salon lại bán lại cho những người mà có như nói chung là thu nhập nó cũng chưa ổn định á. Cả là anh mua mấy xe đó mà em biết rồi, anh đâu mong muốn đi rồi người ta hư rồi cầm len đó. Nó ảnh hưởng cái thương hiệu của mình, cái bỏ luôn. Ba anh với anh ghét là bỏ luôn, làm xe mới. Làm ok hết xong rồi cả Honda mời là làm xe máy quá tốt rồi, tại vì trong 2 năm anh và ba anh cố gắng. Lớn nhất Tây Nguyên em. Lúc mà anh lúc mà cái hit đó say á, cái hit mà Lê Duẩn say á là gần như là lớn là thua. Cái hit đó là được người Nhật, ông tổng giám đốc người Nhật vào tới nơi và đứng tại vị trí cái hit đó là
nói một câu, tôi rất là tiếc cho Toàn Trung là tại sao cái vị trí lớn và rộng và đẹp như thế này, vàng như vậy mà không làm ô tô. Thì ba anh mới nói là tôi là đam mê xe máy từ ngày xưa là, và tôi là thích cái thương hiệu Honda này. Chứ còn thương hiệu Honda thì ô tô thì con tôi nó thích, nhưng mà thời điểm đó anh cũng không có nhu cầu. Anh cũng không có nhu cầu. Nó em nghĩ nó mở một cái ô tô cả triệu đô chứ đâu ít. Mà thời điểm đó nó đâu có CRV đẹp như vậy, đâu có CT đẹp như vậy. Nó có mấy cái CRV đời cũ, CT đời cũ, xe nào ra cũng bán lỗ hết. Đủ xe nào ra cũng bán lỗ, kêu tôi mở tôi bỏ mấy triệu đô. Tôi bỏ mấy triệu đô ra tôi mở cho tôi chết tôi luôn. Trong khi xe máy tôi lợi nhuận như thế nào. Cũng thực dụng chứ. Mà Honda nó nghiệt cái anh nó bắt mua theo dùng. À. Hồi đó em mua Sài Gòn á là giá tốt hơn. À. Nhưng mà em không mua được. À. Bắt em về Long An mua là giá nó cao hơn luôn. Nhưng mà mình nghĩ là mới nào em nghĩ CEO nói vậy là nói chơi thôi. Cái thời điểm đó là năm nào ta? Mới đây nè, ngay bây giờ. À mới đây mới hot đây thôi chứ ngày xưa là bán đại trà luôn. Yeah. Mà xưa là bán đâu cũng được, vùng nào bán được tại đấy. Sau này Honda nó vùng đại lý. Đúng rồi. Em mới đầu em tưởng là thằng sale mới đầu nó hù mình thôi. Em nghĩ là đường nào nó có cách lấp lách, mà em ra tại nhà em gần đứng xe tay ra cái Honda ở gió kiệt á, em hỏi nó giờ tôi đặt xe luôn, bây giờ tôi mua xuất về Long An anh có bán được không? Không, nó phân nó vùng. Nó sẽ giới thiệu em về lấy bán thôi. Tại vì phân vùng á, là để cho tụi anh làm tốt, giống như là tụi anh có lợi nhuận khỏi đấm đá nhau, và tụi anh lấy cái lợi nhuận đó đi phục vụ khách hàng. Honda nó không phải lấy lợi nhuận để anh làm giàu, mà lấy lợi nhuận để anh nâng cao cái chất lượng phục vụ khách hàng. Giống như cái Honda xe máy, tôi cho anh lợi nhuận, tôi cho anh quyền lợi, nhưng mà anh phải nâng cao chất lượng và phục vụ khách hàng đó. Nên là thấm nhuần cái tư tưởng đó nên anh qua ô tô anh khác, là anh bước qua ô tô cũ một cái là nó thay đổi hoàn toàn, và anh làm cái tư tưởng anh nó nhẹ, nó giống như là mình ưng mình mua mình ưng. Mà không phải giống anh, nói chung là bây giờ kiểu như bác mua tôi cũng ở Gia Lai mà hot. Bữa em đi Gia Lai lên đây cu em muốn phê á, quá trời thanh niên mà cũng mở YouTube rồi coi ô tô. Anh đang nghiên cứu và anh định hướng là anh sẽ phát triển ở Sài Gòn, nhưng mà anh chưa tìm được vị trí. Anh lại thích ô tô làm cái ở thành phố nó mở hơn cho anh. Tại vì em biết rồi, mang cái lượng xe lướt quá nhiều về tỉnh, nhưng mà bà con mình thì cũng đâu có thể ngậm hết cái lượng xe của anh mang về, nhiều lúc nó cũng bị ứ động. Và bà con ở các tỉnh khác thì rất là thích anh, như miền Trung, miền Tây, miền đồ, nhưng mà là anh lại không có cửa hàng, không có cơ sở thì họ. Anh thấy em đi mua em cũng coi vậy không, thành ra nếu mà em biết ốc ác thì em cũng biết sơ sơ. Tại vì em ngày xưa em cũng có sửa xe máy. À. Hồi lúc em còn đi học á là em theo ông anh mấy, nhưng mà sau này em làm cái MDF anh biết không? MDF em ăn khê á. Nhà máy MDF á. À. Mà nó có chi nhánh trong này. À. Chi nhánh bán hàng ở trong này á. À. Ôi chịu khó ghê nha, vừa làm đó là vừa đi lại. Vì cái vụ Grab rồi cái kia là thấy cũng tại Grab chắc thứ bảy chủ nhật mới chạy anh, tại vì ở trong nói vậy dạ. Em phải tính cho kỹ nha. Em phải chạy thử nha, chứ nhiều người nói như em xong rồi lại đăng ký biển vàng cho đã rồi cũng đâu có chạy được đâu. Anh mua mấy xe vậy á? Nhưng mà nói chung do ở trong công ty là cũng có hai ông anh chạy. Ừ. Hai ông anh chạy chung không có chạy được. Nói chung là nếu mà để kiếm tiền mà làm giàu thì không khó đâu. Nó kiểu như là ví dụ như mà xác định chạy chuyên nghiệp là mài cái xe từ từ ra mà. Nhưng bắt buộc phải thay biển vàng em. Dạ đúng rồi. Không có cách nào. Không có cách nào. Dạ phải thay biển vàng, anh phải làm hợp tác xã dán logo ở hai bên hông á. Không có cách nào hả ta? Chứ mình chạy nhiều á thì mình làm, cái còn chạy ít thì mình. Tại vì anh không có biển vàng thì anh không có kiểu như em vô hợp tác xã anh đăng ký gì kinh doanh vận tải hành khách á. Ừ. Mà mình nói chung em thì cũng không quan trọng lắm, kiểu như mình cũng vừa đủ tiền mới thôi. Nói dễ dàng là kiểu như là hơi chỉ bắt mà, nhưng mà mình chỉ được vậy thôi, mình chấp nhận thôi. Nó mình nó có cái chịu khó chịu đồ nó dạy nó tốt hơn. Chứ trẻ mà giống như anh đâu phải anh có mọi thứ anh không làm nữa đâu. Bây giờ nói anh làm anh đâu phải làm nên anh xài. Nếu anh xài thì anh ngồi chơi, anh giờ cứ liên một cái hết Honda đó là nó cho anh đủ xài một năm rồi mà. Ở Quy Nhơn là anh mở mấy cái hết một cái luôn. Hai cái và dự định thì cũng mở thêm nữa, nhưng mà anh lại cho ngưng rồi. Mà hết Honda bây giờ chúng em nghe nó Vision bây giờ nó bán 60 triệu còn bắt nó người mua. Ngày xưa anh lỗ cắm đầu em. Nói vậy chứ nó có thời điểm thôi. Có
cái thời điểm em biết tại sao cái Vision nó tăng giá không? Tại vì cái lượng cung cấp nó không đủ lượng cầu. Thế tính ra anh đúng là bán 6 chỉ và anh lời thiệt á, nhưng mà số lượng nó quá ít. Anh lại thích như ngày xưa, anh lời ít nhưng mà số lượng nó bán nhiều. Anh phương châm ra anh thích cái nhiều hơn là cái ít. Và có những con xe Winner đồ hồi ngày xưa anh lỗ 20-30 triệu, đâu kêu ai đâu. Đúng rồi, mà Honda nó đâu có thể anh có cái xe có lời là anh mua đâu. Nó bán là nó bán hết. Nó phải cổng phải gắn rồi đồ chứ, nhiều lúc xe nào có lời á thì cả nước biết xe nào lỗ, đâu ai quan tâm đâu. Không, Honda là nó Honda thì họ cũng giống như doanh nghiệp anh, họ cũng đặt, họ đặt sản lượng, họ đặt cái đồ phụ tùng cho một năm một quý luôn, một năm luôn. Thì nếu mà thị trường nó chuộng á thì các anh có lời và Honda có lời, thị trường nó lỗ thì nói chung là cùng chia sẻ với nhau, chứ không phải là kia nên nhiều cái sản phẩm mà anh lỗ 20-30 mà đâu có nói ra đâu. Em nghĩ 60 triệu mà anh bán 30-mấy triệu còn gì nữa. Lỗ là do tụi anh chứ, tại vì cái lượt cung nó nhiều quá, nhu cầu ít quá thì tụi anh muốn lấy vốn về tụi anh sẽ lỗ, chứ còn Honda thì họ không quan tâm vấn đề đó, không quan tâm vấn đề đó. Lỗ là do các head đấu với nhau. Đúng rồi, tại vì ông nào cũng muốn sẽ ra. Không, Honda không, bây giờ họ muốn cái sản phẩm họ là giá trị nó thấp đi. Họ còn phạt nữa, nếu mà bán lỗ đợt đó là mấy ông mà bán lỗ nhiều quá là ông sẽ cắt những cái xe hot, xe đồ. Nhiều lúc cái thời điểm anh tồn mấy trăm cái xe Winner ngồi giống như ngồi trên đống lửa, gồm mấy trăm, em nghĩ ha. Một tháng anh 1,000+ xe. Mà anh tồn, anh chỉ cần mà anh động tầm 3 tháng cái nhất là cái thời điểm mùa dịch đó, nó gần như là trao đảo luôn á, anh tồn tí 7,000 xe mà anh ba anh với anh là phải đi thuê kho, thuê đồ, vay ngân hàng, rồi mọi thứ, vay xe, vay đồ, vay hết luôn. Để chữ với Honda họ đâu có ngưng. Nhà máy tôi, công nhân tôi vẫn hoạt động, phụ tùng, linh kiện tôi đặt hết rồi. Các anh là đặt theo năm mà. Đâu phải là thí dụ là tháng đắt thì anh mua, anh thích anh vô anh mua, còn tháng ế là anh cho tôi ôm đâu. Cái thời mà anh của em chắc không có tụi anh thì mua xe anh thuê là thường chạy lên Gia Lai mua. Thời là mua hàng tính đồ mấy gì đó. Nhưng còn thời em lớn lên thì dưới em khơi nó đầy lắm. Đúng rồi, nó nhiều. Tuấn Kiệt rồi, mấy đấy chắc anh biết hết. Biết hết, anh là phân phối, anh là gần như nhà phân phối luôn rồi mà. Có họ cũng là hết, nhưng mà có nhiều lúc họ thiếu hàng là anh phải phân phối cho họ. Ủa tiền mặt là em bọc nó luôn hả? Dạ, em bọc trong cái vỏ em á. Nguy hiểm em. Tí nữa em gửi tiết kiệm rồi em cứ chuyển vào trong cái tài khoản Trần Đức Toàn á, Thiệu nó giới thiệu cho, rồi em cứ nói là anh Toàn bớt thêm cho em nữa. Thì như vậy. Thì anh cứ yên tâm, anh nói rồi ba. Em không lấy là em có thêm 3 triệu nữa, chứ không phải là anh thấy em muốn mua là anh cứ, cái này anh em mình chia sẻ nhau thôi chứ. Nói chung là không phải, em nói thiệt anh là cũng có người bán chiếc City này rẻ hơn, nhưng mà đi nhiều hơn chút. Nhưng mà đối với em thì em nghĩ nếu mà thực sự cái cách xe ấy không quan trọng, nhưng mà em á thì mà kiểu như là mình cũng chỉ có nhiều cái tiền thôi. Đúng rồi, mình chấp nhận đi mua xe cũ là rủi ro, mà lỡ mà chết nó gành gống quá là chết luôn á. Thí dụ là rẻ hơn anh 5 triệu. Dạ. Nhưng mà cái về sau này thí dụ em chụp chặt hay gì em điện cái ô tao đâu là, tôi đâu biết đâu. Nói chung là phải ở Gia Lai không phải, nhưng mà nói chung anh ở Gia Lai bán xe thì nói chung là cũng có thương hiệu, có uy tín. Thì anh lớn luôn. Anh xây dựng từ ngày xưa mà em cũng đâu có coi xe coi xíu. Yên tâm. Thì anh cũng nói cái gì nó cũng có giá trị của nó, nhưng mà anh luôn luôn anh định hướng cái dòng sản phẩm của mình, nó là dòng sản phẩm cao cấp, chất lượng phục vụ là cao cấp, nhưng mà giá thành không phải là giá cao cấp, không phải giá xứng đáng với cái chất lượng phục vụ của anh đâu nha. Nếu mà anh định hướng cái anh mình xứng đáng với chất lượng phục vụ của anh thì anh bán phải cao hơn thị trường rất là nhiều nữa, tại vì cái thương hiệu anh nó bảo vệ cho cái tài sản, cái tiền bạc của em, mà anh có thể cộng 20-30 người ta vẫn mua, 20-30 nữa người ta vẫn mua, tại vì người ta mua xác định anh mua uy tín mà. Nhưng mà anh là không đi cái hướng đó. Nếu mà anh đi hướng đó thì nó đi rất là chậm. Mà anh là thanh niên như em thì anh cũng muốn định hướng thương hiệu mình tốt, phục vụ là tốt. Nhưng mà giá cả của anh là anh không muốn anh là sản phẩm anh giá rẻ. Giá nó là giá trung bình và giá hợp lý cho cả hai. Nếu mà người nào tham khảo, còn chưa tham khảo thì ôi ông bán xe đắt quá này nọ, anh tuyên bố luôn trên video nha. Ai mà nói anh bán xe đắt thì
bảo đảm tìm được chỗ nào bán xe giá rẻ hơn anh, km thật như vậy, giá rẻ hơn anh giảm rẻ hơn người ta, anh dám chơi mà. Cứ thí dụ khách hàng nào nói ờ ok toàn đắt quá, ok anh nhắn cho em số điện thoại thông tin, ờ có một xe trên thị trường nó bán rẻ hơn anh này, ok anh sẽ bán rẻ hơn cho họ. Bà mẹ em á, bà họ bà cũng không muốn, kiểu như là bà cũng sợ mua xe cũ rồi dính lỗi á, xong em nói trời ở Gia Lai ông giàu ông bán xe lỗi mốt tới trước cửa nhà ông già to. Một cái xe máy, một cái khách hàng xe máy á mà nó trục chặt, mà do không phải anh của anh phát sinh, mà anh vẫn, tụi anh vẫn phải vì cái thương hiệu tụi anh, giống như anh lấy của người dễ đốc cho người khó vậy đó, chứ không phải là mình bảo vệ thương hiệu mình cỡ đó, chứ không phải là lỗi là tôi công nhận, còn không lỗi. Có nhiều lúc mà anh cũng không lỗi luôn, có nhiều xe ông kia ông đi đến mức mà cái cây láp á nó cong nó gãy ra làm đôi luôn, ông đi một tháng mấy rồi, ông tới ông kêu bảo hành. Người ta cũng như mình hay không, chứ còn mình thì... Nó nói em á, là thợ là mua nhiều khi cũng có thể xui đuổi người ta bắt vẫn dính em. Quan trọng là sau khi mà phát hiện ra đó, người ta xử lý làm sao. Đúng.